Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nguyễn Family Boston. Hôm nay thì mình vừa đi cái orchid survey này các bạn, thì mình cũng mua một ít lan. Bây giờ mình sẽ làm cái video này, mình mở cho các bạn xem là mình đã mua những cây lan gì ở trong orchid show cho các bạn xem nha. Đây là tất cả các đám lan mà mình mua ở trong orchid show đem về nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mở lên từng cây, mình show cho các bạn xem mình đã mua những cây lan như thế nào nha. Cây lan này thì mình mua ở Orchid Show này các bạn. Đây là cây lan hồ điệp thơm nha. Nó tên là như thế này đây. Cho các bạn xem. Đây là cái tên của nó nha. Lan hồ điệp thơm thì cây này là cũng khá tốt đó các bạn. Tuy là cái chậu rất là nhỏ nha, chậu nhỏ thôi nhưng mà rất là tốt. Đang có nụ nè, hoa nè các bạn, nhìn vòi hoa quá trời nụ luôn. Bên đây nữa nè. Nhìn rất là thấy ham ha, tốt ha, cây này tốt nè. Ở đây trong đây thì có một cái bông rụng rồi. Cái màu nó như thế này nè. Giờ rụng rồi. Khi mà nó rụng rồi cái màu nó cũng phai các bạn. Màu này giống như là màu cà phê vậy đó. Thơm, có mùi thơm. Nhưng mà không phải thơm mùi cà phê nha. Cái tên nó cà phê nhưng mà không phải thơm mùi cà phê nha các bạn. Cây này ba lá ha, hai vòi hoa. Có 6 lá chứ, mỗi bên 3 lá. Cây quá chừng tốt luôn. Cây đẹp. Cái cây này thì mình mua ở Tenzin Orchid nha các bạn. Đây là cây thứ hai nha. Cây thứ hai, cây này cũng to quá chừng luôn nè. Cây này cái lá dày ha, lá rất là dày. Wow. Cây này tên như thế nào thì một chút nữa mình sẽ để cái hình ở bên màn hình cho các bạn xem nha, là cái cây đó sẽ ra cái hình hoa như thế nào. Đây là cái tên của nó nha. Đây cái tên. Cái hoa này rất là đẹp, mình cũng rất là thích cây hoa này. Cây hoa này có 2 giò bông nha, đang có 2 giòi. Bạn nhìn thấy 2 giờ bông. Cây lan này lớn lắm nè, các bạn phải so ha, nó bự, nó to. Cây lan này là cây lan cũng là coffee mà nó nhỏ hơn. Những cây lan này thì mình order từ Tenzin Orchid đó các bạn. Lâu lâu thì họ sẽ về bên cái bang của mình làm mà show, và khi đó thì mình reorder, là mình order trước đó. Cái lúc nào đó họ qua đây làm show thì họ sẽ đem theo những cái cây này và mình pick up thôi nha, mình trả tiền lúc đó luôn. Các bạn nhìn nè, cái vòi hoa, cái cây này cũng có vòi hoa. Thì đối với những cây lan này ở bên Mỹ bán, mà những cái người ở bên đây bán thì giá cao hơn nha. Đây các bạn nhìn lại cái cây bự chà bá luôn, cây to nha. Cây này cũng đang có vòi hoa. Cây này tên gì? Cho các bạn xem tên nè. Đây là cái tên nha. Ồ, cây này đang lên 2 vòi hoa luôn. Thì hôm nay nếu mình rảnh thì mình sẽ thay chậu hết toàn bộ những cái lan này luôn các bạn. Wow. Họ gửi về mình chưa có mở ra mình xem các bạn, nên mình không có biết cái cây nó như thế nào. Thì mình cũng rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên mình mua nên mình cũng không biết nó sẽ ra như thế nào. Nhưng mà kết quả thì rất là đẹp ha, cây lan rất là dễ thương nè. Sẵn mình mở cho các bạn xem luôn đi. Tại vì cây này có hoa, màu trắng tinh khôi luôn nha, trắng tươi. Wow, thơm quá các bạn ơi, mình mở cái bọc nó ra là thơm rồi, thơm quá. Wow, thơm quá à. Đây là lan hồ điệp thơm nha các bạn. Giá những cái lan này thì đắt hơn những cái lan hồ điệp thường, không có phải giống như những cái lan trong cửa hàng mình mua nha. Cái lan này thì trong cái mấy cái nursery họ mới có bán. Thì cái tên của nó nè. Cái hoa này rất là xinh luôn. Trời ơi, thơm quá à. Mở ra nghe thơm đó các bạn. Cái hoa nó hơi tàn tạ một chút vì do shipping đó các bạn. Cái hoa cũng dễ thương nè. Màu trắng. Rất là dễ thương nha. Cưng quá à.
Wow, thơm quá. Hoa thơm. Hoa này tàn nè. Cái vòi hoa này bị gãy rồi. Cái vòi hoa này đã bị gãy rồi. Giỏi rồi, chút nữa cắt bỏ luôn. Cây này thì không có lá nhiều, có 3 lá à. Nhưng mà có vòi hoa. Đây là cây Dendrobium Kingia năm nè các bạn. Tại sao mình mua cây này? Vì cây này cái lá nè, các bạn thấy cái lá nó rất đẹp không? Mình rất là thích cái lá luôn đó nha. Cái lá nó có màu viền trắng nè. Và cái hoa của nó thì như thế này. Đây, hoa. Hoa rất là đẹp nha. Hoa dễ thương lắm mà có mùi thơm nữa. Bây giờ thì hửi không nghe mùi thơm các bạn. Nhưng mà đáng lý ra là cây hoa này có mùi thơm. Cây này đang ra cây con nha. Có cây con luôn. Đây là cái tên nha. Mình ngồi đây mình mở cho các bạn xem giống như là mình đang bán lan thôi các bạn. Mình làm video cũng có nhiều người vô hỏi mình bán lan hả, có ship hay không. Mình mắc cười quá à. Mua lan nhiều, chơi lan nhiều tới nỗi người ta hỏi có bán không. Còn đây là cây lan khác nha. Cây lan này nó bị mấy cái moss nó phủ lên nên nhìn nó không còn thấy nó nhiều nữa, nhưng mà cây lan cũng khá là tốt. Tên nó nè các bạn. Cây này là giống mini cho nên nó nhỏ thôi. Cây này rất dễ thương. Thì mình sẽ trồng những cây lan này cho các bạn xem nó ra hoa như thế nào nha. Thì các bạn đón xem những video tiếp theo của mình để xem mình trồng những cái cây này có thành công hay không và ra hoa như thế nào nha. Cây này là dạng blooming size đó các bạn, là sau một thời gian nữa thì nó sẽ ra hoa. Khoảng mấy tháng đó, hoặc là cũng có những cái cây đã có hoa sẵn rồi. Cây này thì không có vòi hoa nha, cây này nhỏ thôi. Nhưng mà lá rất là tốt, nhìn lá giống như xà lách vậy. Thì theo cái kinh nghiệm của mình khi đi mà show lan vừa rồi á, thì mình thấy là nên reorder, là order trước đó các bạn. Vì khi đến đó rất là đông người, mình không có thể lựa được. Mình chen lấn lắm, mình lựa không được nè. Rồi mà khi mình vô trong đó mình không có suy nghĩ được là mình phải mua cây nào. Mình order thì mình còn suy nghĩ được là mình mua cây nào, mình tìm hiểu. Còn vô trong đó là mình không có biết cây đó cây nào hết, không biết cái hoa nó sẽ ra như thế nào ha. Rồi người ta đông lắm, người ta giành giật giống như là, không phải giành giật mà chen lấn với mình mua, mình chui vô mình mua không được bạn ơi. Thành ra rất là khó, cho nên mình nghĩ vì order là tốt nhất nha. Nếu mà bạn nào ở Mỹ thì tìm hiểu về Tenzin và reorder khi mà họ đến cái tiểu bang của mình nha. Đây, cây này có vòi hoa rất là dễ thương nha. Cây này mình thích nhất luôn, thấy cưng gì đâu. Mình nhìn hình á là mình thấy nó đẹp, nhưng mà mình nhìn bên ngoài thì nó đẹp hơn các bạn ơi. Để mình mở cái bọc cho các bạn xem nha. Wow, mình rất là thích, mê, phải gọi là mê chứ không phải gọi thích nữa, những cái lan hồ điệp mà có mùi thơm, là lan thơm đó, gọi là Phalaenopsis novoti đó, là cái những cái loại này nè các bạn. Rất là đẹp. Đây, trời ơi nó đẹp. Cái này là màu đen, họ nói là màu đen nha, cho nên cái hoa nó ra màu đen nè. Đen sọc sọc ha. Thì á cái hoa của người ta trồng nó thông thường á là họ vận chuyển cho nên cái shape nó không có đẹp nữa. Nhưng mà khi mình trồng đó các bạn, mình trồng ở trong nhà rồi thì mình sẽ làm cho cái cây nó đẹp lên. Lá đẹp, bông đẹp hơn. Cũng có mùi thơm luôn các bạn. Nó thơm. Nói chung là những cái moss này á nha, không hề hôi nha. Không hề nghe mùi mốc. Mình thấy rất là hài lòng nha, dù shipping rất là xa nha, nhưng mà cái cây vẫn còn ok nè, không đến nổi nè. Không đến nổi tẹt tua. Mà cây này không có lá nhiều nha, có 3 lá à. Cái cây này thì nãy mình mua trong Orchid Show nha, cây Venda. Nó nhỏ xíu thôi các bạn, hoa màu tím rất là dễ thương. Cây này thì hợp với trồng trong tủ, nên mình sẽ bỏ nó trong tủ, mình trồng nhỏ lắm các bạn, mình để xa nhỏ xíu à. Không có giống như mấy cây Venda mà mình thường hay gặp nha. Cây này thuộc loại rất là nhỏ, dòng mini, để mình trồng trong nhà. Trời, cái lá nó rụng rồi nè, nguy hiểm quá.
Trời ơi, rụng hai lá nguy hiểm quá nha, nguy hiểm quá nha, phải thay chậu đó. Cây cũng nhìn thấy có vẻ là tốt ha. Thì mình nghĩ á, cái lúc mà bên đó thì tốt, nhưng mà do shipping đó các bạn, nhiều khi á, thì nó bị sốc. Wow, cây này cây gì đây? Cây này cây này à, cây red ha. Đây, mình xé ra luôn đi cho các bạn xem. Cây này có vòi hoa, cây này có vòi hoa, hai vòi hoa luôn. Đây, đây đây đây, hai vòi hoa nha. Hai ba bốn năm, năm lá luôn. Cây nằm năm lá, cây này quá chừng tốt luôn. Cây này tên nó như thế này nè các bạn. Thì đa số những cái cây này nãy giờ mình mua là cây nào cũng có mùi thơm hết nha, không thơm nhiều thì thơm ít, nhưng mà tất cả đều có mùi thơm. Trời ơi, cây có vòi hoa. Mình nhắc lại là mình mua ở Tenshin Garden nha các bạn, mình order nha. Nếu mà bạn nào có thắc mắc gì thì comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho bạn. Cây này về lấy sàn, cây này cũng đang có về hoa, cây này rất là to nha. Vậy mình sẽ để cái hoa cho các bạn xem cây này sẽ như thế nào nha. Cây này lá to, lá bự nha các bạn. Thì những cây lan này chăm sóc khác với những cây lan hồ điệp thường nha các bạn, chứ không giống nha. Thì nếu mà bạn nào thích cái dòng lan này á, thì có thể xem những video mà mình hay để là lan hồ điệp thơm là nó đó các bạn. Yeah, còn cây này thì mình mua tại show nè các bạn, tại mình thấy cái bông á màu đẹp quá nên mình mua. Mà nó héo quá rồi nhưng mà mình vẫn mua. Mình mua để sau này nó ra hoa khác cho mình, nó đẹp hơn. Cây quá à, rụng nụ rồi, thiệt đau lòng. Đây, cái hoa như thế này nè các bạn. Trời ơi, cái cánh nó sẽ như thế này nè, một cánh trắng, một cánh hồng, một cánh đỏ, cái màu này gọi là màu đỏ hả các bạn, màu đỏ tím à. Đây, rất đẹp nha. Quá trời cái vòi hoa luôn. Cây thì ít lá thôi, nhỏ, cây nhỏ thôi mà hoa nè, nguyên một vòi dài lên luôn. Trời, thấy ham quá à. Bởi vì Đài Loan người ta trồng lan hay thật luôn á, người ta lai tạo ra cây lan đẹp mà tốt nữa, ra hoa nhiều nữa. Cái giống hoa này rất là có giá trị ở bên Mỹ nha các bạn, qua tới Mỹ là bán giá đắt lắm. Nãy giờ mình đã quay cho các bạn xem những cây lan mình vừa mới mua được từ cái Orchid Show đó các bạn. Một chút nữa thì mình sẽ thay chậu những cây lan này, nếu mà mình có thời gian mình sẽ thay chậu nó hết luôn. Vì mình thấy nó khô quá, mình theo kinh nghiệm của mình đó là mình thay chậu liền, mình không có để cho nó trong moss như thế này nữa. Các bạn hãy đón xem những video thay chậu tiếp theo của mình và cách chăm sóc của mình với những cây lan này như thế nào nha. Hôm nay thì mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn có thích video của mình thì các bạn hãy bấm like, share và bấm subscribe đón xem những video tiếp theo của mình nha. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.